Có không? Nè nè, cá nhỏ xíu nè. Nhấp hồi về thả hầm luôn, cá này ăn gì. Nè im thế. Đó. Trời ơi chạy đi. Ờ còn quê. Đi cái khác đi. Khác đi. Trời ơi, chó đốt tiền trước nữa. Đó. Trời ơi, chạy lưng tưng trước không, cá chạy hết trơn rồi. Nè 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 ha. Đừng chạy kìa. Nó thấy rồi đó. Nó thấy rồi kìa. Dưới vườn lúa nó không vô được. Nó ăn. Đó. Mà dưới lúa hoài luôn không xuống được. Đúng không ăn. Dưới con lúa rồi. Nó chạy luôn rồi. Điên con, điên con, điên con nè. Đó, đó. Rồi rồi rớt rớt rồi. Rồi dướng tay, dướng tay. Đâu? Bắt vô, bắt vô để lọt. Bắt vô để lọt dưới. Ừ. Rửa tay đi. Đi. Cá trào nhiều nữa các bạn. Nó đói mà nhấp tôi nhấp cái đang hả? À. Con cầm đi đạt gì? Sao con không cầm, bắt tôi cầm. Nó đau hết rồi. Nãy quá trời luôn, đót đi trước nè. Nó đó trước, đặt 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 trước, đặt 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 đặt. Đó, người ta đầy hai con các bạn. Đi con trước, con đi đi em Ken. Đúng không ăn? Ăn. Rồi nó chạy nó không ăn rồi rồi. Con này nó không ăn. Con trước. Cá bự nó không ăn. Nó chạy luôn, nó không ăn rồi. Có còn con nào nữa không? Con mồi thì không thơm mà sao á. Đâu có thấy con nào trước không? Này này, đen con hay gì này phải không? Không có hả? Vô thọt vô cái hang nó có liền. Ủa? Trong cái hang đó hả? Đâu 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 đâu? Đâu đâu? Lọ.
đó. Ờ thế thế. Chạy rồi hả? Chạy mất tiêu rồi. Phải con cá không vậy? Ơ rồi chạy luôn rồi. Này dính cá gì nữa nè. Trời ơi. Hết mồi luôn rồi. Mất mồi vô. Mất mồi vô tiếp. Kê cho nó ghê. Ngắt khúc ra. Chị thấy không? Chị thấy ghê rồi con. Người ta có ghê đâu. Mất mồi gì thòn vậy? Dạ. Tao mất mấy mồi mất lợi á. À, đứng lại lại đi theo ngoài vậy. Gỡ đừng cái vũ. Cái rô mà vũ gì? Đã gỡ được không? Gỡ tay đã. Có chết gì vậy? Gỡ tay còn lọt dưới đó. Con chó 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 mày. Từ số dân đốt nè. Đốt gì luôn. Trả coi chuẩn bị ra nha, hai chó cắn nhau á. Nó đen con, đen con, đen con nè. Đừng rồi nó đạt đạt xích ra đạt. Ăn ăn rồi nó chạy tuốt luôn rồi. Đây đèn con, đèn con, đèn con nè. Đi kiếm kén, trời ơi, cái trào đây này con la làng rồi sớm rồi. Đã chia rồi. Quánh nó ngay mình. Đi sửa con mồi lên mới được. Hai quá. Hai ba quá. Nó chạy gì rồi. Nhà này con này mới lú lên. Vô làm chi? Nè 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 nè. Quá rồi cái trào luôn á. Ui. Ghét mà nhà anh này quá. Quá cái rồi. Nó bay lên. Đang chưa? À, rồi. Xảy luôn rồi. Chứ giật mạnh lên mới được. Trào rồi thì cái mương này nhiều lắm, cái trào cứng á, con á.
Có con nổi đầu lên nó không? Nhiều lắm á, mà giờ nó trời nắng kìa, nó ngóc đầu lên. Đâu trước có con nào nữa không? Nó chạy rồi. Ủa? Đen con, đen con, đen con nè. Dướng không à, dướng lúa không à, không xuống được. Trời ơi, sảy luôn rồi. Chạy luôn. Cái lưới câu này hư làm sao? Đen con, đen con nè. Nhưng mình phải bắt con cá này mới được. Dây này mềm quá. Đó. Ăn rồi đó. Chưa ăn nữa. Dí cái bạch luôn mà chưa ăn kìa. Dưới con lúa hoài luôn. Ăn cái coi. Thử ngày mỏ rồi chứ vô ăn nữa. Dướng gì á. Chạy lúc tiêu rồi. Dướng cái đây con cá trào, trào cứng, trào con á. Vuồn ra nhấp chơi nó. Nè. Nè. Nè nè nè. Khoan, cá trào. Nè cá nè. Đi gỡ cá. Kén rồi. Còn trong không? Đây con các bạn ơi. Dướng và la lúa chạy luôn. Nhiều lắm, cá trào cứng cứng này nhiều lắm. Bỏ thùng nếu họ cũng cỡ cho.
kiếm một con nữa các bạn. Nhấp vào mồi trùng. Cá thì nhiều quá, nó đói cái nổi lên thêm mấy cái chỗ cao cao á, đất. Đây đây còn cá nhỏ nhỏ nhỏ. Nhấp cái nó ăn không? Đó, nó đớp mồi đó, đó. Nó ăn rồi các bạn, nó lôi rồi kìa. Đây đây đây. Cô vẫn ăn không? Rồi cá ăn luôn không? Cua cũng ăn mà cá ăn luôn rồi. Gì? Bắt đi. Để xuống dưới bắt cua ha. Còn ha. Coi cho bắt cho. Có rô quýt. Thôi. Thôi kệ cho nó đi thôi, thay nó đi. Chứ sao bắt được. Câu có năng không? Nó cứ đưa càng nó ra kìa. Thôi kệ tha nó đi. Tha nó đi con. Đi xuống đây kiếm con cá nó đi về. Ừ. Giờ này là 7:30 sáng các bạn. Sáng là dậy sớm, bữa nay chủ nhật. Đi ra nhấp miếng cá chơi, giải trí chơi. Cái này cái đường mương này là chú Hỏi mình câu mới cái rô á, vô khơi xả ăn á. Thì cái đường nước thì cá còn nhiều nè. Lúa thì cũng sắp chín rồi. Nhấp một con nữa coi vô ơi, nắng rồi. Này mình nhấp cá mà cá trào á, nó nổi mình nhấp nó lại ăn nè. Đói mà. Đây nó hết nổi rồi. Ô, trời ơi, dính nữa. Cái rô qua cái này, cái rô bí nó bự hết rồi. Không gỡ cá luôn. Nó được cái trào kìa đó, nó thấy không? Mẹ. Đâu? Quay đi. Đó được cá là gì nuôi chứ, rồi bỏ vô hồ cá nuôi đi. Thôi vô xách đồ vô nè. Đi coi có nổi không, nhóc con nó cái vô luôn. Ủa, nổi rồi. Nổi đi thuốc rồi. Tụi con ừ, cá được rồi. Nó ngớp móng nó trốn luôn rồi.
chiều quá, chiều nó ngớp hình như nó nổi nóng dữ lắm à. Hết rồi, nắng đi nấp mát hết rồi. Hết rồi các bạn ơi, thôi vô. Nè, có con này nãy chạy tới chạy lưu hoài mà. Để câu con này cái vô nè. Nó chạy khó câu quá, thôi vô luôn. Thôi vô các bạn. Chúc các bạn một ngày nghỉ vui vẻ. Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh mình và like kênh mình nhé. Xin chào, cảm ơn các bạn.